có lẽ sau quá nhiều thất bại của nền chính trị xã hội Hoa Kỳ của chúng ta thì thưa quý vị trên mọi phương diện chính phủ Joe Biden đã gặp toàn những cái thất bại này đến thất bại khác và hiện nay chúng tôi nghĩ rằng đảng Dân Chủ có lẽ họ đã tìm ra được một cái lý do mới để mà gỡ gạc lại một phần nào cái tình thế thê thảm hiện nay và thưa quý vị cái vấn đề mà ở tại biên giới khi mà những người di dân lậu, những người Haitian đang tràn vào biên giới Hoa Kỳ lên đến khoảng 12.000 người đang ứ đọng tại những cái khu vực dọc theo biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ tại từ bang Texas. Và thưa quý vị thì bà Kamala Harris, vị phó tổng thống người đã được tổng thống Joe Biden giao cho cái nhiệm vụ để mà giải quyết các vấn đề khủng hoảng di dân lậu ở biên giới phía Tây Nam. Bên cạnh đó thì bà bà Maxim Water, một người À, thượng nghị sĩ của tiểu bang california cả đời của bà thì à, à, những người này hiện nay đang sử dụng cái chiêu bài kỳ thị chủng tộc à, xảy ra tại biên giới phía nam khi mà những người à, nhân viên làm việc ở biên giới họ phải cưỡi ngựa để mà họ à, kiểm soát cái tình hình những người di dân lậu này lan tràn khắp mọi nơi và họ đi bộ cho nên chỉ có một cách duy nhất là phải sử dụng ngựa để mà dược theo những người di dân lậu này để mà bắt họ lại và một điều được biết nữa thưa quý vị ở bên nước Mỹ đây là một cái xứ sở của những người dân cao bồi và họ đã sử dụng ngựa rất là lâu để mà trong trong những cái sự việc mà chăn nuôi súc vật và những người hiện tại bây giờ những người cảnh sát ở những cái thành phố lớn họ cũng sử dụng ngựa để mà kiểm soát đám đông và không bao giờ họ dùng những cái roi dây thừng để mà đánh đập những người mà chạy bộ hoặc là đi bộ ở dưới đất và bà Maxima water và À, bà Kamala Harris lại dùng cái lý do này um, Chắc cứ nói những người uh, nhân viên ở biên giới dùng dây để mà đánh những người uh, di dân lậu này đây là những người Haitian cho nên uh, họ cũng là những người da đen thì uh, họ sử dụng những cái cái lý do này để mà đánh lợn con đen và đổ lỗi cho những người uh, nhân viên công lực ở biên giới và những người nhân viên làm ở biên giới đây là những người nhân viên làm việc cho bà Kamala Harris thưa quý vị tại vì ba là người Um, giám đốc um, để mà coi cái vấn đề di dân lậu ở biên giới thì bây giờ họ chính họ lại sử dụng uh, cái lý do rằng là những người nhân viên này sử dụng cái chính sách của cựu tổng thống donald trump uh, liên quan đến vấn đề mà um, di dân lậu uh, để mà trách cứ chính những người nhân viên của mình trong khi đó họ không lên tiếng để mà bảo vệ những người nhân viên công lực này họ làm việc um, rất là mệt mỏi nhiều giờ và có thể nhiều khi mà cái tiền lương của họ không đáng cho những cái sự việc họ làm, chưa kể đến cái tính mạng của, họ, chưa kể đến vấn đề mà lây nhiễm đến virus corona nữa thưa quý vị. Cho nên đây là những cái lý do mà chúng tôi rất là đáng 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 khinh bên Đảng dân chủ những người lãnh đạo của Đảng dân chủ mà họ luôn luôn sử dụng những cái chiêu bài này để mà đánh phá lẫn nhau thưa quý vị. Vâng và cái sự kiện này bây giờ đang là nổi cộm đó, tức là quý vị biết không họ lại lợi dụng cái đó họ nói là cũng như là mình như vậy là mình vi phạm nhân quyền đó nhưng mà người ta có rõ những cái clip ta ta chiếu tức là những cảnh sát đó đúng họ những nhân viên biên phòng đó họ phải dùng ngựa họ bảo là giống như cái thời xưa mà chăn ngựa đó trong những cái nông trại đó như vậy nhưng mà thực ra qua những cái clip người ta thấy là hoàn toàn không có đánh đập gì cả. Bia đám đó nó đang như là làm lớn chuyện là vì nó như như nó muốn ở lại, quý vị cũng hiểu rồi. Nhưng mà cái Haiti chúng ta hiểu là một cái đất nước nghèo khổ đúng, nhưng chúng ta không thể nào đón nhận. Tại người ta nói nếu mà chúng ta như vậy đó thì không lẽ mai một cái đảo quốc này từ từ nó, nó đi sang hết hay sao? Tức là nó biết là lúc này là lúc mà vì cái biên giới dễ dãi nó đã qua quý vị biết không, là điều tra thì nó đã qua nó nằm sẵn ở Chile đó cái nước bên cạnh để từ từ nó chờ cái dịp này nó vẫn, nó tràn vào đây và hiện giờ vẫn còn đúng là trên 10.000 ở cái cây cầu đó đấy đó El eh, đó thành ra bây giờ phải giải quyết những một vấn đề này chúng ta phải cho vào nếu mà đúng tị nạn đó, quý vị cũng hiểu là phải là tị nạn chính trị những người này là giống như là trước chúng ta phân biệt là là tị nạn kinh tế có nghĩa là họ chỉ muốn một cái nếp sống khá hơn để qua đây nhưng mà nếu mà như vậy thì không lẽ tất cả các thế giới cứ căn căn hoa kỳ và tại sao bao nhiêu nước khác cũng tương đối khá mặc dù không bằng hoa kỳ nhưng mà cũng là cái nếp sống khá, tại sao quý vị không tìm đến rồi quý vị cứ tìm đến Hoa Kỳ, cuối cùng nó thành cái gì đây? Rồi dây mơ đấy má, cái, đảo quốc nhỏ mà Nên người, ta nói nếu mà mở dễ dãi quá thì mai một chúng tôi người ta sợ là nguyên cái đảo Haiti đó, Đất nước Haiti nó qua đây hết là vì chúng ta hiểu gần đây vừa nghèo đói vừa xảy ra động đất này, rồi gần đây là vụ ám sát ông tổng thống tức là bất ổn lung tung đó vì thế mà họ kiếm qua đây nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta một tùy cái lòng nhân đạo tùy lúc không phải là chúng ta như là chỗ nào chúng ta cũng mở cửa thì không được hoa kỳ chúng lẽ nuôi cả thế giới sao đó vẫn là một cái họ làm dụng trong khi chúng ta nhớ ngày xưa chúng ta vượt thoát đó, nếu quý vị nhớ những người là vượt thoát như chúng tôi đi là phải cả năm trời hoặc là ít nhất cũng 3 tháng 6 tháng ở trại tị nạn tức ở một quốc gia khác Rồi họ nghiên cứu đó cũng là một hình thức họ thanh lọc mình họ biết xua sure là những ngày đi vì chính trị vì những cái nếu ở lại sẽ bị ngược đãi sống không nổi trong cái chế độ cộng sản mình mới đi còn bây giờ tôi này rõ ràng nó chỉ là rõ ràng nó chỉ muốn để khá hơn cho bây giờ nhân cái này họ đang làm ồn ào và giống có một số chính trị gia lại lạm dụng cũng như một số hội lại tỏ ra là ờ, có lòng nhân đạo rồi phê phán ông chính sách của hoa kỳ như vậy là ờ, quá ngặt nghèo khó khăn cho họ đâm ra nó có những cái lợi dụng nó về cái ý đồ chính trị nữa Lý lâu rồi không, Vâng, chắc chắn và một cái điều rất là tệ thưa quý vị bà Maxine Water, ừ. bà đã so sánh những người nhân viên công lực ở biên giới uh, ngang với lại những người slave owner tức là người ừ. mà, mà mà chủ những người nô lệ. lệ khi xưa đã buôn bán nô lệ thưa quý vị, thì cái điều này vô cùng tệ hại làm sao mà bà có thể so sánh những người nhân viên công lực làm việc bảo vệ đất nước bảo vệ người dân của chúng ta rất là khổ sở hàng ngày làm việc như vậy mà bà so sánh rằng là những người này là những người chủ những người nô lệ tại vì thưa quý vị um, họ tìm bất cứ cái lý do nào để mà họ có thể um, đánh ngược lại những cái chính sách mà cựu tổng thống Donald Trump khi xưa đã ban hành và thành công vô cùng. Bên cạnh đó, thưa quý vị, cách đây vài ngày tổng thống Joe Biden đã cùng nói chuyện ở trước hội đồng Liên hợp quốc (United Nations). Thì cái chính sách của hội đồng Liên hợp quốc hiện nay đó là một cái chính sách um, thế giới đại đồng, thưa quý vị (globalist). Ừ. Uh, cho nên bây giờ họ um, đã có những cái chính sách mà gọi gọi rằng là di dân một cách uh, um, hợp lệ. Không phải là illegal immigrant nữa Mà gọi là orderly migrants Thưa quý vị Bởi vì họ nói có các quốc gia Thí dụ như là ở Haiti Trong thời gian qua đã bị động đất Cho nên họ bị ảnh hưởng những cái vấn đề Mà climate change Và họ dự định trong vòng Thời gian sắp tới có khoảng khoảng 1,5 tỷ người sẽ được uh, di rời replacement nơi họ sinh sống tại vì có liên quan đến những cái vấn đề biến đổi khí hậu thì kính thưa quý vị đây là những cái chính sách của thế giới mở họ không nhìn các quốc gia họ không thấy biên giới nữa tại vì uh, bây giờ tất cả các cuộc mà kinh tế nó là kinh tế của thế giới không phải nó không có bị hạn chế bởi một quốc gia nữa cho nên đây là những cái chính sách chung của thế giới à, những di dân ở khắp mọi nơi sẽ đổ vào hoa kỳ một cách orderly migrant chứ bây giờ chính phủ Hoa Kỳ họ cấm không được cái sử dụng cái từ ngữ là illegal aliens nữa mà orderly migrant à, những người này được di chuyển khắp mọi nơi trên thế giới và nhất là vào đất nước Hoa Kỳ và cái mục đích chính ở đằng sau ở dưới đó là những người di dân này tương lai sẽ trở thành những người um, bỏ phiếu cho Đảng dân chủ tại vì Đảng dân chủ là đảng đã mở cửa mang họ vô khi xưa khi ông Joe Biden trong lúc tranh cử thì họ đã hứa tất cả những người di dân nào được vào lãnh thổ của Hoa Kỳ sẽ được nhận tất cả những cái sự trợ cấp xã hội và nhất là bảo hiểm sức khỏe thì đây là những cái lý do tại sao mà họ mong muốn vào đất nước Hoa Kỳ của chúng ta như anh Ngọc Trọng nói họ không phải là những người tị nạn chính trị họ là những người tị nạn về kinh tế thưa quý vị trong khi đó những người làm việc ở biên giới họ làm việc theo cái cái bổn phận của họ đó là bảo vệ đất nước của chúng ta chủ quyền của nước Mỹ tuy nhiên bây giờ chủ quyền nước Mỹ không còn nữa tất cả những người di dân lậu này được vào nước Mỹ một cách rất là hợp pháp và họ muốn đi bất cứ nơi nào chính phủ Hoa Kỳ đều đài thọ cho họ và không ai có quyền bắt buộc đòi hỏi họ phải chích thúc vaccine trong khi đó người dân Hoa Kỳ của chúng ta đã có rất nhiều luật lệ để mà bắt buộc chúng ta phải tuân thủ tức là chủ quyền của đất nước chủ quyền của người dân Hoa Kỳ không còn nữa Um, quyền của những người di dân, dân lậu nó nằm trên tất cả chủ quyền của người dân Hoa Kỳ của chúng ta thưa quý vị. Quý vị biết là gần đây có những chuyến bay đó Hoa Kỳ bắt đầu đem người về bên Haiti đó thì có cái tin mới nhất là có ba bốn nhân viên di trú đã bị họ đánh đập ừ. tức là khi máy bay xuống đó thì là họ cảm thấy như là cái cơ hội không còn nữa chuyến vừa rồi họ cố gắng cho nên mới đang đang làm lớn chuyện những người một số người chạy trốn đó, bây giờ kiếm họ chạy qua những cái nước bên cạnh hoặc là cái gì đó để bị họ tránh trục xuất thì bây giờ nó đang bị cái đúng là cái khủng hoảng về tị nạn chứ không phải là chuyện đùa thì bây giờ cái ông Abbott ông thống đốc đó đang xin với là chính quyền trung ương tất nhiên là của ông Biden nó lại tuyên bố tình trạng khẩn trương khẩn cấp thì thì có nghĩa là sao là sẽ được thêm cái ngân sách để mà có thể dùng nhiều nhân viên vì thì cái tin mà tôi muốn nói đó ba nhân viên của ai cơ quan di trú đã bị đánh đập tại vì khi xuống bên kia cái phi trường bên kia thì họ bực mình thì họ thì họ hành hung chứ không có gì cả nhưng mà rõ ràng cho chúng ta thấy là bây giờ họ bằng một cách họ thấy đây là một cơ hội bằng vàng cho họ cứ anh nhào đấy mà cũng do lúc đầu lúc đầu là tại vì Biden đã để cho họ biết rằng là bây giờ Hoa Kỳ giống như mở toàn biên giới chính vì thế họ mới nhào tới và biên nó rất nhiều và nó sẽ còn nhiều cái hơn và chúng ta nằm họ nằm trong kế hoạch hết quý vị những người này qua và ngay cả rất là cái nhóm Afghanistan đó quý vị thì từ từ sẽ vô rất nhiều thì cái nhóm nó trở thành những cử tri không cần biết là đã quốc tịch hay không họ duy sức họ làm được cái chuyện đó và cái phiếu sẽ đều có phiếu và sẽ trở thành những cái người đúng đặt bầu viên dân chủ họ tính hết rồi và từ từ cái kế hoạch của tôi nói đó, họ muốn từ từ đổi cái tiểu bang thích sát thành màu xanh thành ra chúng tôi coi phải cẩn thận nếu không chúng ta coi thường chúng ta sẽ có thể bị họ nằm trong cái quy cũng như cái họ đang đòi 3.5 ngàn tỷ đó là cũng trong cái tiền đó, đó. tiền sẽ để định cư những nhóm này định cư cái nhóm này là thật tính hết rồi và đi trải rộng ra những cái tiểu bang rải dần ra đó thì cho nên bây giờ nó có cái tình trạng mà khủng hoảng nhân đạo rất là khó mà trong khi đó những người họ cứ nghĩ kiểu đơn giản thì họ lại phản đối thì nhân đó tôi đọc cái bản tin thì luôn thưa quý vị vào bản tin tôi là một đặc sứ mỹ lo cái vụ này này những vụ trục xuất người Haiti đã từ chức đặc sứ mỹ lo tức là kiểu như phản đối đó thì đôi khi chúng ta cũng thông cảm đôi khi có những người họ nhìn đơn giản là không nhìn xa họ chỉ thấy như là nếu trục xuất như vậy là một hành động nó không có tình người đó bắt họ trở về này nọ đó thì cho nên ông này ông phản đối là ông tên là Daniel Food ông này đã từ chức hôm thứ năm tức là hôm nay đây để gây nhiều chú ý một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận về tin này. Trong thư từ chức thì ông đã chỉ trích nặng nề là Hoa Kỳ đã trục xuất hàng trăm di dân Haiti tại một trại biên giới trong những ngày gần đây. Haiti là một quốc gia vùng Caribe hiện đang chìm trong cái khủng hoảng. Tôi sẽ không dính dáng đến quyết định vô nhân đạo. Ý ông này, ông, ông, ý ông, ông không đồng ý với cái chính sách của Hoa Kỳ đó, của đất nước đó cho nên tôi sẽ không dính dáng đến quyết định vô nhân đạo phản tác dụng của Hoa Kỳ về việc trục xuất hàng nghìn người tị nạn và di dân bất hợp pháp Haiti. Đó là ông Daniel Food đã nói trong một bức thư được gửi đến Ngoại trưởng Blinken. Ông Food là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp được bổ nhiệm hồi tháng 7 làm đặc sứ tại Haiti, cho biết tình hình nước này tồi tệ đến mức các quan chức Mỹ chỉ có thể ở bên trong các tòa nhà đảm bảo an ninh. Ông cho biết là đất nước sụp đổ này không thể giúp gì được cho những người di dân nếu quay trở về. Việc từ chức của ông diễn ra tiếp nối vào các áp lực càng ngày càng gia tăng của Liên Hợp Quốc và các đảng viên của dân bên dân chủ đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc đối xử người Haiti trong một trại di dân ở Texas gần biên giới Mexico thì quý vị có những cái xe gần đây họ chở nó về cái về cái trạm cái trạm tạm giữ lại đó để mà làm giấy tờ trục xuất chứ không phải là cho ở lại cho nên nhiều người khi họ biết như vậy thì họ bắt đầu họ chạy trốn và họ nổi loạn cho nên có tình hình như anh tôi nói là một vài nhân viên bị đánh đập đó có tới 14 bốn ngàn người thưa quý vị bây giờ này đã có mặt trong cái tuần trước nay cái số giảm đi một chút tuy nhiên những người khác có một số người đã trốn khỏi trại họ đến những bờ sông đầy bụi bậm và tìm cách sang Mexico để tránh bị trục xuất hình ảnh lính biên phòng Hoa Kỳ trên lưng dùng cưỡi ngựa tuy nhiên cái số họ giải thích quý vị cũng hiểu họ nói này là chúng tôi đó những nhân viên mà biên phòng chỉ có mười mấy hai mươi người mà trong khi này nó mười mấy ngàn người chúng tôi bắt buộc phải dùng ngựa để kiềm chế thôi chứ không, không, không có đánh đập ai hết đó, họ có cái clip họ rõ ràng lắm nhưng đám này tất nhiên bây giờ nó phải hô hoán lớn lên là vì nó muốn được ở lại và những cộng thêm những cái dân biểu mà chúng nói muốn lấy điểm đó đó cái bà Nassin Warer rồi cái những bạn đó là chuyên môn dùng cái chiêu bài kỳ thị thì, thì nhân cái dịp này họ lại họ lại mạnh miệng họ nói tuy tố cáo lung tung Hoa Kỳ đã đưa 1.400 di dân từ Dario là cái bờ sông đó đó Cái cây cầu đó đó Texas trả về cho Haiti và bắt giam 3.206 người khác Đây là Bộ An ninh tức là DSS nội địa đó cho biết Các vụ trục xuất diễn ra trong bối cảnh vùng quốc gia này đang bất ổn Haiti là một quốc gia nghèo nhất ở Tây Vấn Cầu Ở đó đã xảy ra việc ám sát Tổng thống Các băng đảng bạo lực Một trận động đất lớn Cho nên đã có tình trạng hỗn loạn trong những tuần gần đây cái ông Filippo Grandi là người đứng đầu cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc thì cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ trục xuất những người Haiti có thể là vi phạm về luật quốc tế. Thưa quý vị.